Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Sau hôn nhân đổ vỡ, nghệ sĩ Thanh Hằng trở về Việt Nam tiếp tục công việc ca hát. Dẫu qua thời Hoàng Kim, Chị thấy yên vui vì còn được làm nghề và tận hưởng niềm vui của người độc thân. Thanh Hằng hồ hởi khoe chị tất bật với các hoạt động nghệ thuật dịp cuối năm. Vẫn thường xuyên đi hát và nhận nhiều lời mời đóng phim ở tuổi ngoài 60, nữ nghệ sĩ cho rằng đó là niềm vui và an ủi lớn cho chính mình. Lần đầu hé lộ bi kịch cuộc hôn nhân đầu, nữ nghệ sĩ ngậm ngùi, tôi không kể khổ hay tố cáo ai cả. Chỉ mong khán giả xem đời tôi như một biển báo để tránh ngã vào hồ sâu. Thời trẻ Thanh Hằng từng là vũ công ở đoàn cải lương Thanh Nga. Vì mãi không có cơ hội hát trên sân khấu, Thanh Hằng trốn đoàn, tìm cơ hội khác. Tại đoàn mới, chị sống cùng nhiều nghệ sĩ. Giữa môi trường tập thể phức tạp, chị sợ bị dụ dỗ nên muốn cưới nhanh một người chồng. Năm 16 tuổi, Thanh Hằng kết hôn với một người đàn ông làm nghề xếp ghế khán giả vì thấy anh ta thương mình. 17 tuổi, chị sinh con. Dù vậy, cuộc hôn nhân của nghệ sĩ Cải Lương diễn ra không suôn sẻ. Chồng Thanh Hằng ham mê cờ bạc, thường xuyên đánh chị vô cớ. Ca sĩ Ngân Quỳnh kể có lần nhìn thấy chị mình mắt bầm tím, xương to bằng cái chén vì bị anh dễ đánh. Thanh Hằng cũng rất sợ mỗi dịp Tết vì chồng sẽ nhậu nhẹt thoải mái và đánh chị nhiều hơn. Nếu đánh trả lại, tôi là người vợ hỗn mà chia tay thì tôi không chịu được điều tiếng dư luận, nghệ sĩ nhớ lại. Vốn bị ám ảnh bởi cuộc chia tay trước đó của bố mẹ, Thanh Hằng sợ nếu ly hôn con chị sẽ không có nơi nương tựa. Hơn nữa, chị cũng không muốn bị dị nghị là thứ nghệ sĩ lắm chồng. Một lần, mẹ Thanh Hằng được chồng chị thông báo chị đã qua đời. Bà cùng Ngân Quỳnh vội đi từ quê về Cần Thơ. Đến nơi, họ mới biết chị vừa cố tự tử bằng 6 viên thuốc trị sốt rét. Tôi cứ thế mà nốc vào vì bị đánh đập đau quá mà không biết bày tỏ cùng ai, Thanh Hằng nhớ lại. Nữ ca sĩ chia sẻ sân khấu là nơi an toàn nhất để chị tránh né thực tại đau lòng. Vì thế, khi buổi biểu diễn kết thúc, chị chỉ mong được đứng trên sân khấu mãi. Thanh Hằng chịu đựng cảnh bị chồng bạo hành 5 năm. Sau này, chị sang Australia định cư. Sau 15 năm sống và làm việc ở nước ngoài, tháng 7 năm 2016 Thanh Hằng về nước làm giám khảo chương trình thử tài siêu nhí. Ngoài câu chuyện về hôn nhân đã qua, Thanh Hằng cũng chia sẻ vài chi tiết về cuộc đời chị. Năm chị lên 6, cha mẹ chia tay. Ba năm sau, chị trốn nhà sang ở với bà ngoại vì sợ bị đưa đi học nội chú. Tại đây, chị và người em cùng mẹ khác cha là Ngân Quỳnh thường tập cải lương. Nhiều lúc, họ đánh nhau sứt đầu mẻ chán vì tranh giành vai diễn. Thanh Hằng Ngân Quỳnh hay lén lút mang máy cassette sang nhà hàng xóm biểu diễn để kiếm tiền. Khi thấy Thanh Hằng mê hát, bà ngoại mua cho chị một chiếc máy may. Bà nói chị nên học nghề may, đừng theo nghiệp hát bạc bẽo. Thế nhưng sau khi suy nghĩ, Thanh Hằng vẫn quyết tâm học hát. Chị thường xuyên biểu diễn ở các sân khấu thành phố và một số tỉnh miền Tây từ các sự kiện, đám cưới đến các sân khấu tạp kỹ, lô tô. Thanh Hằng vẫn mặn mà, đam thắm cùng giọng ca khỏe, truyền cảm, kỹ năng diễn xuất không bị cũ mòn. Được gặp gỡ đồng nghiệp, khán giả nhiều nơi với nữ nghệ sĩ là niềm hạnh phúc khi lựa chọn sống trọn với niềm đam mê giang dở sau nhiều năm xa quê. Nhiều người so sánh sân khấu lớn nhỏ trước khi nhận lời biểu diễn. Tôi chỉ quan niệm nghệ thuật không có sang hèn, cao thấp, mọi thứ chỉ được quyết định bằng chính tình yêu thương của khán giả. Có lẽ mục đích mang tiếng hát đến cho người hâm mộ mới thực sự quan trọng với tôi hơn bất cứ điều gì. Chị kể, say mê, yêu nghề là thế song Thanh Hằng từng có quãng thời gian 15 năm giải nghệ để cùng gia đình sang Úc định cư. Dẫu làm tròn trách nhiệm người mẹ, người vợ của tổ ấm nhỏ, nữ nghệ sĩ tiếc nuối khi phải xa vắng khán giả nhiều năm. Thanh Hằng sự nghiệp trọn vẹn nhưng tình duyên lận đận. Chị kết hôn từ năm 17 tuổi nhưng ly dị sau 5 năm chung sống. Nhiều năm sau, chị kết hôn lần hai và sang Úc định cư nhưng cũng không tránh khỏi đổ vỡ. Trải qua hai cuộc hôn nhân, Thanh Hằng có 3 người con gái. Trong đó, hai con gái hiện sống ở nước ngoài và một cô ở Việt Nam đã lập gia đình và có con. Họ đều lớn khôn, có cuộc sống, công việc ổn định. Dù không sống gần mẹ, ba người con mỗi ngày vẫn dành sự quan tâm, chăm lo, chu đáo sức khỏe và tinh thần khiến chị ấm lòng. Sau những đổ vỡ, nữ nghệ sĩ lựa chọn cuộc sống độc thân nhiều năm. Không ít người nhìn cảnh lẻ bóng thúc giục nữ nghệ sĩ sớm tìm một người đàn ông bên cạnh làm điểm tựa xong đáp lại là cái lắc đầu từ chối. Với Thanh Hằng, chị không lấy đó làm tủi thân hay vất vả. Nữ nghệ sĩ cho hay từ nhỏ mình đã quen độc lập Tự chủ mọi thứ nên đã thành thói quen trong nếp sống. Thanh Hằng bảo bao năm qua chị đã sống trọn tình trọn nghĩa một người vợ, người mẹ của gia đình. Khi hôn nhân không còn giữ được, chị lựa chọn ra đi với tâm thế nhẹ nhàng, không hờn trách. Bởi với chị, dù lỗi lầm thuộc về ai chăng nữa điều cuối cùng vẫn là sự tổn thương từ phía các con. Nữ nghệ sĩ tin rằng một cái kết cho cuộc hôn nhân không trọn vẹn đôi khi cũng là cách tốt để cả hai thấy thoải mái và sống trọn vẹn phần đời sau này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.